Thay mặt Đỗ Văn Nghệ thiếu nhi trường Đại học Bình Thuận, xin được gửi đến quý vị đại biểu, ban tổ chức, ban giám khảo cùng các đơn vị bạn lời kính chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Kính thưa quý thầy cô cùng các bạn thân mến, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hồng An anh hùng, giàu truyền thống cách mạng, có dòng sông Ốt Canh hiền hòa, chiếu lặng phù sa nuôi lớn những vườn cây trái ngọt, có những làng gốm gia truyền từ bao đời, những khu công nghiệp hiện đại, những con đường khang trang rộng mở. Chúng em hôm nay luôn tự hào về quá khứ và sự phát triển của quê hương, nguyện cố gắng học chăm ngoan và luyện tốt, góp sức nhỏ dựng xây thành phố Thuận An ngày càng giàu đẹp và phát triển. Kính mời toàn thể quý vị và các bạn cùng đồng hành với cảm xúc ấy qua chương trình dự thi mang chủ đề Thuận An quê em. Chương trình của chúng em gồm các tiết mục như sau: 1. Tốt ca múa quê hương cội nguồn, sáng tác nhạc sĩ Lê Trung Tình, biểu diễn toàn đội. 2. Đơn ca Lý Rải Lý Vườn, dân ca Sông Bé, biên soạn Lê Giang, biểu diễn Tường Vi. 3. Múa sắc gốm quê em, âm nhạc Sưu Tầm, dàn dựng thầy Tuấn Vũ, biểu diễn nhóm múa. 4. Đơn ca Thành phố của em, sáng tác nhạc sĩ Yên Lam, biểu diễn Hồng Nhi và nhóm bè. 5. Tam ca Trong vòng tay quê hương, sáng tác nhạc sĩ Phạm Đắc Hiến, biểu diễn Tường Vi, Hồng Nhi, Thảo Vân. 6. Tốc ca múa Ra Văn Bình Minh, sáng tác nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, biểu diễn toàn đội. Và sau đây, chương trình dự thi của chúng em xin được phép bắt đầu. Thank you.
Thank you.